lại cho em. Chị chào khán giả nè. Người mẹ đảm đang bởi vậy đông con quá bởi vậy ai cũng có ý trời ơi bắt cuối cùng không có giận nữa. Cường mặc đồ này được nè, Hồ Văn Cường nè. Nó mặc người xinh chứ bác, cả áo trắng nó đẹp. Màu đen cho áo nó đẹp. Người mẹ đông con á, hát xong phải đi sắm đồ cho con. Để tiền làm cái gì? Tiền nhiều quá mà. Như nữa. Giờ đi mua đồ cho bé Như với anh Chí. Màu đẹp đó chị. Em chào mọi người. Sao chị? Mình cho anh cái chế đi. Hai đồ của bé Như nè. Bên này là đồ của anh Chí nè. Chào đi, chào khán giả đi chị. Yeah.
quý vị các bạn thân mến, tiếp nữa chúng ta sẽ thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Thu Minh cũng như là giọng ca trẻ Hoài Lâm. Chiều nào xoa
tiếng lá xưa.